gọi hai lần không được. Bảo cay rồi nha, cái này không chơi nữa. Em này em là nhắn tin là sao anh không đến đón em này đó. Có biết đâu, thấy gọi không được. Thế là mở ra, em đưa sai số điện thoại rồi, kêu một số. Rồi, đấy là, là em đưa lộn hả? Dạ. Hôm đó thì hẹn lại gặp vào một hôm khác. Hôm khác. Dạ. Cái lần thứ hai thành công không? Dạ, rất là thành công luôn chị. À, lúc đó thì hai vợ chồng hẹn nhau ở Vincom, Thủ Đức á. Thì em thấy anh này đi làm về mặc bộ đồ sơ mi rất là lịch thiệp, rất là đẹp. Em rất là thích kiểu đó. Mà em á thì mặc quần ngắn như thế này, áo kiểu như là xì tinh á. Em thấy kiểu này không biết ông này ông có chê mình không. Mình con nít quá mà anh này chững chạc quá. Nhưng mà em thích đúng không? Dạ đúng rồi. Cái ấn tượng đầu tiên nhìn là thích. Thấy thích đó. Dạ. Thì hai đứa lúc mà ngồi chuyện á thì rất là hợp nhau. Tức là cũng nói là em chưa đi chơi chỗ này chỗ kia. Rồi nói đến chuyện đi chơi Đà Lạt. Nói ok. Thế thì anh cũng lâu quá không đi rồi, anh chưa đi từ 2009. Hồi đó gặp là 2017. Nói ok, nếu mà được thì mình rủ nhóm đi chơi chung em. Mà được cái là hôm đó làm sao trời cũng mưa. Hai đứa cũng mưa giống như là ông trời bắt tiếng vậy. Thế là em chở xong rồi nói chuyện xong bay về lại Vincom Thủ Đức. Mình đang đứng này thấy chạy díu, tại vì từ dưới dốc Vincom cái véo về luôn. Chưa trả lời chưa biết goodbye gì cả mà. Thế kiểu này là chắc là ông trời bắt mình phải gặp nữa. Rồi sau đó là hai vợ chồng có đi đâu xa nữa không? Lần sau á thì em với chồng em đi chơi ở Biên Hòa. Nhưng mà đi chơi sao quên đường về thì sao á, 11 giờ chồng em chở em về nhà. Chồng em thấy em mở cửa cổng đi vào rồi mới quay ngược về Biên Hòa về nhà mình. Em thì vào nhà nhưng mà vào gõ cửa nhà thì không ai mở cửa hết. Chồng em về nhà thì hỏi em vào chưa ngủ, em vào nhà đã ngủ chưa, thì em mới nói là em đang ở ngoài đây này. Xong chồng em xin chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Lại Thị Bích Phượng. Em năm nay 28 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa. Công việc của em là giáo viên mầm non ạ. Mời em chào hai anh chị, anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân cùng quý khán giả đang xem đài. Em tên là Nguyễn Thế Hải. Em năm nay 31 tuổi. Em sinh sống thì là ở Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai. Nhưng mà em thì công tác thì ở quận 12. Như vậy là chắc có lẽ là hai bạn là trước đây là tại vì cùng cùng ở một cái nơi cho nên là quen nhau đúng không? Chắc lại là tình làng nghỉ sớm hay là đi học và quen nhau? Cũng không luôn anh, nó hơi kiểu như mình gọi bây giờ là định mệnh gì đó. Hôm đó là bọn em quen nhau rồi là ở Vũng Tàu. Thì em là đi đám cưới của bạn bố mẹ. Mới ngồi đám cưới mới ngồi bố mẹ thì bạn bố mẹ lớn rồi. Giờ biết làm gì, thôi chán quá, lướt Zalo đi. Thế thì cũng nói chung là không biết sao mà ẹt mấy cô này. Thế xong thì đến tối mới về mới thấy là ủa hình như cô này cô cũng đi về mà trời cũng mưa to giống mình. Mình mới lên mình mới comment là ông Quang đi cũng đường đó cũng mưa vậy đó. Thế cũng cô cũng nói dạ. Thế là hai đứa mới nói chuyện với nhau. Hỏi ra thì em Biên Hòa, cô này thì lại Thủ Đức mà lại xuống Vũng Tàu mới lại kết bạn với nhau. Lúc mà anh kết bạn á thì em chưa có đồng ý đâu. Em vào xem cái hình ảnh của anh đăng lên á, coi anh này như thế nào. Em vào em xem, ủa sao anh này già quá vậy? Thôi không có đồng ý đâu. Không, một lúc sau mình thấy anh này comment vào cái bài viết của em đăng lên á. Thì em đồng ý. Em thấy anh này cũng nói chuyện cũng vui. Hôm đó là chồng em hẹn gặp ở Thủ Đức, hẹn đi cà phê. 6 giờ anh lên đón em, mà 6 giờ qua rồi mình thấy không có thấy gọi gì hết. Mà em ở nhà thì em đợi điện thoại. Mình trang điểm, mình thay đồ đẹp, mình đợi anh này rồi. Cũng không dám ăn tối luôn. Mà gọi thì không thấy anh này trả lời. Offline luôn, không có online. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy em? Tức là như vậy, em đi làm về xong, mình cũng thay đồ xong. Tính em là em sẽ là muốn mình là gọi điện cho người bạn gái trước. Để mà mình biết số điện thoại của người ta, rồi người ta cũng dễ liên lạc với mình. Mình đi đường gọi, alo, sao tự dưng lại nghe giọng đàn ông? Bảo chết rồi, hay là chơi mình rồi. Gọi hai lần, không được. Bảo cay rồi nha, cái này không chơi nữa. Em này em là nhắn tin là sao anh không đến đón em này đó. Có biết đâu, thấy gọi không được. Thế là mở ra, em đưa sai số điện thoại rồi, kêu một số. Rồi, đấy là em đưa lộn hả? Dạ. Hôm đó thì hẹn lại gặp vào một hôm khác. Hôm khác. Dạ. Cái lần thứ hai thành công không? Dạ, rất là thành công luôn chị. Lúc đó thì hai vợ chồng hẹn nhau ở Vincom, Thủ Đức á. Thì em thấy anh này đi làm về mặc bộ đồ sơ mi rất là lịch thiệp, rất là đẹp. Em rất là thích kiểu đó. Mà em á thì mặc quần ngắn như thế này, áo kiểu như là xì tinh á. Em thấy kiểu này không biết ông này ông có chê mình không. Mình con nít quá mà anh này chững chạc quá. Nhưng mà em thích đúng không? Dạ đúng rồi. Cái ấn tượng đầu tiên nhìn là thấy thích đó. Dạ. Thì hai đứa lúc mà ngồi chuyện á thì rất là hợp nhau. Tức là cũng nói là em chưa đi chơi chỗ này chỗ kia. Rồi nói đến chuyện đi chơi Đà Lạt. Nói ok. Thế thì
anh cũng lâu quá không đi rồi, anh chưa đi từ 2009. Hồi đó gặp là 2017. Thôi ok, nếu mà được thì mình rủ nhóm đi chơi chung em. Mà được cái là hôm đó làm sao trời cũng mưa. Hai đứa cũng mưa giống như là ông trời bắt tiêu vậy. Thế là em chở xong rồi nói chuyện xong bay về lại Vincom Thủ Đức. Mình đang đứng lên thấy chạy véo, tại vì từ dưới dốc Vincom cái véo về luôn. Chưa trả lời chưa biết goodbye gì cả mà. Thế kiểu này là chắc là ông trời bắt mình phải gặp nữa. Rồi sau đó là hai vợ chồng có đi đâu xa nữa không? Lần sau á thì em với chồng em đi chơi ở Biên Hòa. Nhưng mà đi chơi sao quên đường về sao á, 11 giờ chồng em chở em về nhà. Chồng em thấy em mở cửa cổng đi vào rồi mới quay ngược về Biên Hòa về nhà mình. Em thì vào nhà nhưng mà vào gõ cửa nhà thì không ai mở cửa hết. Chồng em về nhà thì hỏi em vào chưa ngủ, em vào nhà đã ngủ chưa, thì em mới nói là em đang ở ngoài đây này. Xong chồng em mới ngược lại từ Biên Hòa lên đón em. Kêu là thôi hai vợ chồng hai đứa mình đi Vũng Tàu chơi đi. Là đó là 12 giờ đêm. Dạ. Hai đứa đi luôn. Trời thì nó tầm khoảng tháng 10 bắt đầu nó lạnh miền Nam mình nè. Vợ em thì em đưa cho cái áo khoác rồi cứ thế đi. Mà đồ thì cũng mặc đồ ngắn vậy nè. Cứ thế phóng xe đi. Lên đó xong bắt đầu tìm khách sạn vào, hai đứa thuê vào nghỉ. Cũng liều là cũng đánh đi chơi được hai đêm. Cũng có một bộ đồ thôi. Một bộ đồ, hai đứa một bộ đồ. Dạ. Như vậy là tụi em rất là hợp nhau đúng không? Dạ. Thì trong cái thời gian mà tụi em yêu nhau như vậy á, thì nó có những cái sự cố, những cái trục trặc gì không? Có bao giờ mà đòi chia tay nhau hay là như nào không? Có đợt đó thì em ghen. Hai vợ chồng em đi Đà Lạt quen nhau như thế nào á, anh đều kể với một chị bạn. Em hỏi ra thì anh này cứ nói là bạn thôi mà, không có gì hết trơn á, em ghen rồi đó. Xong mình thấy anh này nói chắc cũng đúng. Xong rồi mình lại không có gì hết, mình không có ghen, mình bình thường. Xong rồi tình cờ bữa sau em lục điện thoại anh này ra coi thì thấy cũng nhắn tin kiểu quan tâm lắm. Mình mới hỏi ra, anh này mới nói là cô này là người yêu cũ. Xong rồi em mới giận, ủa người yêu cũ sao anh được lại nói kể hết chuyện của mình. Tại sao vậy em? Dạ tại vì thật ra đối với em, cô bạn lúc đó chỉ là một người để mình chia sẻ thôi. Có những cái mà mình muốn nói để mà mình hiểu thêm là bạn gái mình lúc đó là như thế nào. Sau khi mà em đọc được cái tin nhắn đó thì em thể hiện như thế nào? Dạ lúc đó em rất là buồn. Em cũng có nói với chồng em á, là anh phải nên trân trọng những gì anh đang có. Những cái gì mà đã quá khứ rồi thì anh nên quên đi. Mà hôm ngày mai lại là sinh nhật của anh này. Thì em giận xong rồi em về nhà em suy nghĩ á, thì thôi thì bây giờ cũng sinh nhật anh rồi, mình cũng không muốn là hai đứa lại xích mích. Thì sau đó thì em cũng làm lành với chồng em. Chứng tỏ là em rất là yêu ảnh. Dạ đúng rồi. Sau đó là bao nhiêu lâu tụi em lấy nhau? Sau đó thì năm đó là 2017. Thì đến tận tháng 7 2018 thì em mới đám cưới. Trước khi cưới á, trong cuộc sống nó có cái sự cố gì không? Em bị sốt xuất huyết. Mà lúc này sốt xuất huyết thì bố em không biết thế nào mà đi lên Sài Gòn này ở nhà chị bị chuột cắn. Cắn một phát ngay tay luôn, chảy máu luôn. Thế là phải đi chích ngừa. Bố mới sợ quá, bây giờ bố bị như vậy mà bây giờ em nữa, thế là không có dám chăm. Mới gọi vợ em về chăm. Chăm em ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm bắt đầu nó phát ra. Em bắt đầu mệt, nhưng không ăn uống được gì cả. Dạ. Thế thì đến hồi gian em khỏe rồi, em nằm bệnh viện sắp ra rồi thì vợ em dính. Thế là đợt đó vợ em mà sốt mà tới 41 độ. Không phải bị sốt huyết luôn không? Dạ, lúc đó là em bị nhiễm trùng máu. Dạ, em bị nặng hơn chồng. Mà cái lúc bị vậy á, em cứ nghĩ là em không có qua khỏi rồi. Em cứ nói với chồng em là anh ơi, chắc là em không có qua khỏi rồi, chắc là em chết rồi anh ơi. Lúc đó kiểu như mê sảng á. Lúc đó em không có suy nghĩ được cái gì hết. Thì anh này mới thấy vậy sợ, mới gọi mẹ em lên chăm. Thì lúc đó là em phải ở lại một tuần để mà tiêm vaccine á. Trong một tuần. Mà đặc biệt là cái biến cố đó xong cái là ba em nói là thôi bây giờ Phượng ở Sài Gòn thì có mình à, sau khi bệnh em cũng tội, thôi ở đây luôn đi. Cuối cùng ở đến giờ luôn. Ở tới giờ luôn. Dạ, đi đám cưới luôn. Bây giờ các bạn qua cưới tới nhau. Qua tới phần vạch mặt đi. Các bạn cưới nhau là mới mấy tháng rồi đúng không? Dạ. Dạ. Có tin vui gì chưa? Dạ, hiện tại là chưa ạ. Chưa đúng dạ. không? Dạ, có muốn có không? Dạ, em chứ rất là giờ. Muốn. Chút nữa đi anh chung nghe. Đúng rồi. Còn bây giờ đó, anh hỏi nè, sau khi lấy nhau về mấy tháng trời ở chung với nhau, có còn đồng chồng như vậy, tức là có còn đồng điệu đó, hay là bây giờ bắt đầu lòi cái tật xấu ra. Chồng em thì có tật xấu là em không thể ngờ tới luôn. Tết xong thì chồng mới vào công ty, tự nhiên sáng đó chồng mới chụp hình lại cái hình gì mà xíu xíu mà đen thui à. Em mới nhìn, ủa cái gì vậy anh? Anh mới kêu là anh ngoái mùi á. Trời ơi. Anh vo lại anh để trong trên cái phong bì á. Trời ơi, sao em có sở thích biến thái vậy em? Xong rồi ngày mai lại anh cũng chụp hình gửi cũng cái miếng cất mũi đó luôn mà to hơn. Em có ý đồ gì vậy? Em tính là để một tuần xem sẽ tặng cho vợ cái nữa. Tức là cứ mỗi ngày em vào em nhỏ miếng nước vào cho nó mềm mềm ra em lại vo lại tiếp, cứ để một tuần.
Con nó được bươi lớn đó phải dạ, không? Dạ. Đó, rồi cứ, tiếp nữa. Cứ mỗi lần ngoáy mũi xong là bôn lên người em á. Ngoài động địa tới mức là vợ cũng cũng chét lại chồng nữa. Ồ vậy đó hả? Cho đều đi qua đi. Vậy là què đó, hai đứa đều bỏ tiền cái tật xấu này đi. Tiếp tục. À, chồng em thì ngủ rất là dễ ngủ. Nhiều lúc hai vợ chồng đang nằm nói chuyện một xíu, quay qua thấy anh này ngáy rồi, mình mới là ủa sao anh ngủ rồi hả? Không, anh đâu có ngủ đâu, anh vẫn nghe em nói chuyện mà. Mà trong lúc là em nghe anh này ngáy to rồi. Ngáy thức á, gọi là giống như là nó phản xạ đó. Ra cái ngủ mà ngáy nhanh đó, đâu phải tật xấu. Dạ. Tiếp tục. À, một lần ăn á thì giống như là gấp thức ăn bỏ trên miệng rồi, thức ăn lại rơi xuống bàn. Rất là vụng về. Vụng vãi. Dạ đúng rồi. À, như người ta là người ta không có ăn đâu, người ta lấy bỏ đi. Anh này thì lấy tay bỏ lên miệng tiếp ăn tiếp. Dạ. Giờ tới chồng đi, bị tố quá dạ. Mà chồng nói vợ thì có gì? Cái nãy em tố liền luôn, tức là cũng chét lại. Chét lại. Rồi cái đó què rồi. Cái thứ hai nữa là em nói tức là vợ em có cái điểm là ngủ á là hay há miệng. Ngã miệng xong rồi còn chạy giải nữa. Ừ. Em mới nói chứ lần sau mà còn ngủ mà chạy giải nữa là tôi móc tôi nhét vô muộn. Rồi còn sao em có hay dính phải những cái tật giống như là mấy người phụ nữ khác là mua sắm này nọ đồ tiêu xài hoang phí không? Và em thì không có tiêu xài hoang phí, nói chung là tiết kiệm lắm, nhưng mà có một cái tính là thích, cũng thích quần áo này nọ. Mỗi lần mà đi đâu chơi anh ơi em không có gì để mặc cả. Em mở ra cả tủ đây nè, em nhìn xong nguyên cái tủ này có một cái chút xíu cho anh à, còn ba cái gì của em đó. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em thì em mong muốn vợ là mình cũng ăn uống nhiều hơn, tại vì bây giờ hai đứa nhìn nó hơi không cân xứng một tí. Vợ em có yếu không? Dạ không yếu, nhưng mà người bé quá, em thấy đi nó hơi nó chọi quá. Vậy hả? Tại vì nếu như không yếu thì không sao, em đừng có lo. Xanh xong rồi đây, em nhìn chị đây. Tự động lúc đó muốn dạ. Ốm không ốm dạ, được. Dạ em nhớ chị hình chị hồi đó đóng rất là đẹp. Chị ốm lắm luôn dạ. Đó em. Nhưng mà khi người phụ nữ bắt đầu người ta sanh con rồi thì bắt đầu người ta sẽ thay đổi. Nó sẽ cân xứng với em theo thời gian. Em yên tâm. Nhưng mà nói gì thì nói cũng phải ăn uống tẩm bổ vô dạ. Mới có dạ. Sức khỏe. Đó miễn phải là chuẩn bị đón coi như là đón đó. Thành viên với là có đủ sức khỏe thì mới có thể mang bầu chứ, đúng không? Dạ. Còn em thì mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em muốn là chồng em cũng giảm bớt cái tính mà thích ăn lại đi. Vì nhiều lúc đi làm về thấy thức ăn mà có gì trên bàn là chưa có rửa tay gì đâu và bỏ trên miệng liền. Thì làm sao mà giảm cân được? Nhỏ không như là rất muốn ăn nhưng mà ổng dành ăn hết rồi. Thôi anh chúc cho hai vợ chồng em ha, lúc nào cũng luôn luôn thấu hiểu nhau ha, yêu thương nhau. Dạ. Chúc cho hai em nha, trong năm nay ha, vài tháng nữa sẽ đón tin vui. Dạ. Và qua năm sau 2021 sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của hai bên. Dạ, em cảm ơn anh chị. Rồi, cảm ơn.